Ồ, chào các bác, mình xin được tự giới thiệu, mình gọi là Thao Chim Cú Gáy. Sau một thời gian gây dựng nên cái vườn trại chim cu, thì thực sự là cũng có rất nhiều những cái kỷ niệm và có rất nhiều những cái người biết đến đó, và cũng có rất nhiều những cái mà rất khó có thể quên được. Thì hôm nay mình xin gửi lại một vài cái chia sẻ mà mình thấy rất là vui. Đấy, cộng với những cái hình ảnh ở trên màn hình của bạn, đó là những hình ảnh tại vườn chim của mình. Thì các bác thân mến, cái niềm đam mê nuôi chim thì cũng quả tình là nó ngấm vào máu của mỗi người. Trong quá trình mình gây nuôi và mình cung cấp ra thị trường chim giống, chim sinh sản, chim khách, chim mồi, tất cả chim gáy ta, gáy Thái, rồi chim gáy non, gáy bố mẹ, thì mình có một vài những cái kỷ niệm như sau. Kỷ niệm thứ nhất là có một khách hàng, anh này anh cũng là dân lái xe cho sếp có điều kiện. Anh ấy cũng tâm sự, anh ấy trước là cứ đi đánh phỏng rồi đi nhậu, tóm lại là bài bạc đàn đúm. Nhưng mà sau này thì trong nhà thì cũng có mua của mình 2 con và cộng với 5 con trước đó thì một dàn là 7 con. Thì anh ấy đam mê và thời gian anh phải vệ sinh cho ăn cho uống rồi thưởng thức, bạn bè đến đàm đạo. Thì sau một thời gian thì anh ấy bỏ được cái những cái tật xấu kia, là đi nhậu nhẹt đàn đúm và cờ bạc đó. Thì có những lúc anh ấy chia sẻ và có những lúc nó gáy thì vợ không ngủ được, vợ quát lên, thế thì anh lại phải nhịn vợ, nhường vợ. Đấy, anh lại từ từ anh xách từng con từ tầng 1 lên tầng 3 để anh ấy cho nó đỡ gáy vào tai vợ, để vợ ở tầng 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 một ngủ đó. Thì anh ấy mà nếu mà mình có muốn nuôi thì phải phải lựa nhau như vậy. Thế là anh nói rất thật đấy. Thì có những lúc anh mua con chim về thì vợ mới đầu thì cũng bảo là tốn kém, nhưng mà sau anh bảo là càng càng nếu mà càng thả chim thì anh ấy càng mua, mà mua tiền của chồng thì là vẫn là tiền của vợ, vợ càng sót là không dám thả chim nữa, không dám kêu ca nữa cả. Đấy là câu chuyện thứ nhất mà mình thấy là anh này cũng tầm 35 37 tuổi, anh ấy lên nhà anh mua và anh chia sẻ. Thì đấy là một câu chuyện rất là thú vị. Câu chuyện tiếp theo là một câu chuyện của một bác cũng khoảng 60 tuổi. Bác ấy cũng có lấy khoảng hai đơn. Thì hôm bác lên nhà bác bảo là tôi nuôi thế này là bà nhà tôi cũng không thích mấy đâu. Thế nhưng mà có những lúc là bà cũng nói rồi có những ý kiến. Thế thì tôi cũng phải 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 ý kiến lại. Thế tôi bảo là tôi nói cho bà biết nhé. Nghĩ cho cùng thì tôi cũng không cờ bạc đấy, không rượu chè, không trai gái, không gì cả. Thế bây giờ tôi chỉ có loanh quanh luẩn quẩn có mấy con chim của tôi, mà bà cũng nói, bà cũng can thiệp, bà cũng cấm đoán. Thế bây giờ bà định thế nào? Bây giờ bà thích chim đi hay là bà đi nào? Thế là ông dọa như thế là bà cũng cũng biết 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 đến cái tầm ấy rồi, là bà cũng nhường nhịn và bà cũng dần dần rồi cũng quen rồi, cũng biết cách cho ăn cho biết, biết 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 cách cho chim ăn, vệ sinh cho chim trong lúc ông đi vắng đó. Thì ông bà thì cũng 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 sẽ có những chú chim và chăm sóc thay nhau như vậy. Đấy, có những hôm chim ra là bà tiếc, bà bảo ông ơi chim nó ra, thì ông bảo kệ nó lại về đấy. Đấy, thế còn cái câu chuyện tiếp theo, những câu chuyện mất chim, thì anh này anh ấy mua con chim của mình
Thế là anh ấy thấy nó gãy, lên nhà anh thấy nó gãy thì anh ấy mua luôn, anh bảo bao tiền anh mua. Thế là bán cho anh ấy, thế thì anh ấy về thì con chim nó gãy hay, về thì gãy luôn, anh ấy xách cả lồng. Mới đầu anh bảo anh trả mình lồng, nhưng xong anh ấy cũng chưa có thời gian trả mà chắc cũng thôi luôn. Thế anh về anh gãy hay thì ai ai đến anh cũng khoe đấy, ai đến anh cũng tự hào vì anh có con chim đấy. Thế không ngờ là được 2 hôm sau thì 4 giờ sáng anh điện cho tôi, anh bảo anh mất mẹ con chim rồi chú ạ. Thế xin phép các bác nó hơi tục tí nhưng mà đúng là ngôn ngữ của anh ấy. Thế anh mở, anh bảo anh kể lại, anh mở 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 cửa ra thì anh thấy con chó nằm im. Mới đầu anh tưởng nó ngủ, mọi hôm nó có ngủ đâu, nhưng không ngờ nó ngủ luôn. Thế giật mình anh liếc lên cái chỗ treo lồng chim thì anh không thấy cả lồng cả chim đâu. Thế anh tiếc quá, anh mới 4 giờ sáng anh có gọi điện cho tôi, anh đang nghề mổ lợn nên anh cũng dậy khá sớm. Thế nhưng mà cũng may 1 tháng sau thì anh có điện lại, anh bảo là anh tìm thấy con chim ấy rồi. Thì hôm mình có tả cái con chim đấy, nó có một cái dấu hiệu cộng với một cái lồng đấy. Thế thì anh đi gặp một cái tiệm chim thì anh nhận ra con chim đấy. Thế thì cái tiệm chim đấy thì cho anh ấy chuộc lại 1 triệu con chim đấy. Anh bảo là cái này thì em chỉ biết là người ta bán thì em mua 1 triệu, thì bây giờ đúng chim của anh thì là anh ấy thì anh 1 triệu thì anh cầm chim về. Thì anh ấy mừng quá, anh ấy nuôi, đến bây giờ anh vẫn đang nuôi. Nên cái câu chuyện mất chim là sau 1 tháng là anh có tâm sự lại với tôi là như vậy. Nên là cái con chim mà khi người ta yêu chim thì người ta nhận ra ngay từ cái móng, cái vẻ, cái dáng đứng, cái mắt, rồi những cái thực tế là người ta chăm chim, người yêu chim thì người ta mới nhận dạng được chim. Đấy. Thế còn có những anh thì điều kiện cũng nông dân lắm, trần đất mắt rét cũng không không có điều kiện đâu, nhưng mà gọi điện mua chim là cũng ví dụ như là mua con chim 1,5 triệu thỏa thuận với mình là qua điện thoại là như vậy. Nhưng mà điện trước cho mình là bảo cái bác xe ôm đi đến cổng là phải phải bóp còi nháy nháy là anh ra cổng anh đưa trước 1 triệu. Thế thì vào trong nhà là sau khi giao chim là coi là ba mặt một lời trước mặt vợ đấy ạ. Đấy là bảo vợ mở két ra lấy tiền chiều chồng là giả có 500 nghìn nữa thôi. Thì vợ cứ nghĩ là mua có hết có 500 nghìn thôi, nhưng thực tế là mua là 1,5 triệu. Đấy, các bác thấy là những cái cảnh mà chúng ta nuôi chim và đam mê chim nó buồn cười đến mức độ như thế. Mà đúng như thế thật, tôi thấy rất buồn cười. Không có điều kiện đâu, ăn thậm chí sữa cho con còn thiếu, áo quần mặc các thứ thiếu, nhưng mà dám bỏ ra 1,5 triệu và mua những con chim như thế. Thế còn trong quá trình thì có rất nhiều những cái kỷ niệm nữa đấy, rất rất nhiều những kỷ niệm nữa. Thì hy vọng là đây là một cái câu chuyện hài mà nó cũng là câu chuyện có thật, mình không hề hư cấu một chút nào cả. Thì mong là các bác cao tuổi và hoặc là các bác trung niên cũng như các anh em đã còn đang theo dõi cái trang Chim Cú Gáy Hay của Theo với số điện thoại là 0163 5305982 sẽ tiếp tục đăng ký để nhận những cái video mới, chia sẻ mới nhất và những cái điều xung quanh cái chủ đề con chim cú gáy đấy trên Facebook cũng như trên YouTube. Và số điện thoại tới đây là mình sẽ dùng một cái số để phục vụ tốt hơn, bởi vì cái số 0163 ấy 5305982 ấy, thì thực ra là cũng cũng quá tải rồi, cũng rất là gọi nghe cũng có những lúc còn sơ suất với các bác, là mong các bác thông cảm, bởi vì tôi cũng có một mình này. Có những lúc các bác thông cảm là khi đang cái giờ nhạy cảm các bác gọi cũng không không gì cả, nó cũng rất lấy. Hoặc là có những cái giờ ăn uống, giờ nghỉ nghỉ trưa, nhưng mà thực ra cũng phải thông cảm, tại vì những cái lúc đấy các bác mới được nghỉ, các bác mới lên mạng, các bác mới thấy số thì các bác mới gọi, đang cảm hứng thì phải gọi. Nhưng mà đối với tôi một ngày tôi chỉ có 24 tiếng và mỗi một 10 phút tôi dành cho một khách hàng. Vậy vì chi nếu các bạn thông cảm thì không sao. Tôi thì trên Facebook hoặc trên những cái vấn đề tin nhắn là tôi rất rất là không có điều kiện để mà trả lời cụ thể được. Thì các bác nếu ai chốt được, tìm được nguyện vọng được mà ấy được thì lên gọi điện thẳng cho mình. Đó. Thì trên cái tinh thần đó thì mình cũng muốn là chia sẻ cái clip này là một chút cái câu chuyện hài hước và một cái cuộc sống đời thường của mình là như vậy. Tất cả những cái hình ảnh đấy là nó là hình ảnh thực tế của vườn chim của mình.
và thế mạnh của mình là chim giống, chim sinh sản. Hiện bây giờ thì là chim bố mẹ, chim non và những cái dòng chim Thái các màu, rồi chim mãng ống phấn hồng nguyên bản Bắc Bộ đấy. Rồi các bạn, mình cũng có ship toàn quốc, mình đã từng ship đi Phú Quốc rồi khu vực miền Tây như là Cao Lãnh, Đồng Tháp hay là Cà Mau, Nhà Bè, Cái Nước, rồi Củ Chi, Hóc Môn, rồi tất cả các quận ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt các bạn ở miền Trung, miền Bắc thì quá gần rồi. Mình thì thuộc Ba Vì, Hà Nội, văn phòng tại bến xe Mỹ Đình. Số điện thoại văn phòng bến xe Mỹ Đình là 0942 089. Xin lỗi các bạn, số điện thoại văn phòng thì số điện thoại văn phòng thì mình sẽ thì nếu mình sẽ đăng ở trên cái banner ở trên video cho nó chính xác. Đấy. Thế thì cái số đấy thì mình xin nhắc lại là 0942 089 769. Đấy. Các bạn lên báo trước cho mình lúc 6 giờ sáng và lúc 2 giờ chiều thì mình sẽ gửi xe, xe người nhà mình ngày đi 2 chuyến, đi xuống tập kết tại bến xe Mỹ Đình. Đó. Thì chúc các bác cao tuổi cũng như tất cả các bậc đàn anh và các anh em và các cháu sẽ có được những cái chú chim của mình rất là sung và rất là chịu chơi, đi đấu đi đá, đi mồi đi bẫy, và có được những cái niềm vui, có những cái khoảnh khắc thật là sảng khoái, giảm stress trong cuộc sống. Đó, thì trên tinh thần chúng ta nuôi chim, chúng ta có đánh bẫy, chúng ta có nuôi đẻ ra thì chúng ta cũng chăm bẵm nó, chứ chúng ta không giết mổ. Đấy, tất nhiên là cũng sẽ có những cái sự ảnh hưởng về cái tự do của chúng. Nhưng mà nếu như hỏi ngược lại, nếu như ra ngoài thiên nhiên thì chúng cũng sẽ bị các muôn thú và những cái người săn bắn khác làm cho chúng mất mạng, và thậm chí là cái khả năng kiếm mồi là sẽ rất khó khăn. Chính vì vậy là cái việc chúng ta nuôi đấy là một cái điều cũng là tốt chứ không phải là xấu. Đấy, một lần nữa xin nhắc lại là số điện thoại là 0163 5305 982. Địa chỉ thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Mong được giao lưu tất cả các anh em trên diễn đàn trên toàn quốc và cung ứng cái con giống và những cái tiêu chuẩn chất lượng và đảm bảo cái phương châm là bảo vệ uy tín, giữ trọn niềm tin. Chúng ta cùng chơi, cùng vui với con chim cu gáy. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn hãy đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận những video mới.